Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 20 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Bộ Tài tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các quyết định của Bộ Chính trị. Xử lý nhiều trường hợp vi phạm câu mốc điện trái phép. Chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng có phóng sự giữ gìn và bảo vệ tài nguyên rừng tại xã Trường Xuân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành cả cuộc đời cho nước cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thẳng lời di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 19 tháng 9, huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện quyết định số 217/218/QĐ-TU của Bộ Chính trị khóa 11 và hướng dẫn kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của quyết định số 217 gồm 5 chương, 19 điều, quy định về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Quyết định số 218 gồm 5 chương 21 điều, quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia gói xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thông qua hội nghị, đã góp phần nâng cao và làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia gói xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa Đảng, nhà nước với nhân dân. Sau hội nghị này, các xã, thị trấn trong toàn huyện sẽ đồng loạt tổ chức phổ biến quán triệt triển khai thực hiện quyết định số 217/218 để các quyết định sớm đi vào cuộc sống. Hội nghị cũng đã triển khai hướng dẫn kỳ hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan ban ngành trong toàn huyện phải xây dựng và thực hiện kỷ hội tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, có trọng tâm trọng điểm, có sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng và trong xã hội về kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và cả tầng lớp nhân dân, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hôm qua ngày 19 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình cảnh sát biển và kiểm ngư ở hai huyện Quảng Trạch và Bố Trạch. Đoàn đã đến thăm gia đình kiểm ngư Nguyễn Văn Đô ở phường Quảng Phúc và Nguyễn Văn Ban ở phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn. Các chiến sĩ hiện đang làm nhiệm vụ ở vùng Ba Hải quân. Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm gia đình chiến sĩ Dương Đức Danh ở thôn Rẫy, xã Thái Trạch, huyện Bố Trạch, hiện đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, và chiến sĩ Nguyễn Minh Hiếu ở thôn 2, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch. Đến thăm các gia đình, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và tình hình đời sống của thân nhân các cảnh sát biển và kiểm ngư. Qua đó, để kịp thời động viên các chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày 20 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch phối hợp với Hội khuyến học huyện trao học bổng quỹ vì người nghèo năm 2014 cho học sinh nghèo hiếu học của 7 xã trên địa bàn huyện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học. Đây là những tấm gương sáng về nghị lực vượt khó và sự hiếu học. Mặc dù có hoàn cảnh khó khăn, nhưng các em đã nỗ lực vươn lên và đạt được thành tích xuất sắc trong học tập nhiều năm liền.
Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm giúp các em học sinh có thêm điều kiện vật chất để sinh hoạt học tập, góp phần động viên, khích lệ các em học sinh phấn đấu vươn lên, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập. Hôm qua ngày 19 tháng 9, trường tỉnh thi tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 1 năm 2014 cho 77 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn. Trong thời gian 4 tháng, các học viên đã được tiếp thu những nội dung về tổ chức quyền lực nhà nước, hệ thống những quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong quá trình đổi mới, những công cụ và phương tiện cần thiết để nhà nước thực hiện chức năng quản lý, nội dung cơ bản về hành chính nhà nước và năng lực chính sách của hệ thống hành chính nhà nước. Kết thúc khóa học, 100% học viên đều đạt khá giỏi. Lớp bồi dưỡng là dịp để lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị trên địa bàn trau dồi kỹ năng, nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, từng bước vận dụng sáng tạo vào công tác quản lý, điều hành nhân sự trong lĩnh vực được phân công, tiến tới xây dựng một đội ngũ lãnh đạo giỏi cả về chuyên môn và quản lý hành chính. Trường Chính trị tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã tặng giấy khen cho những học viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Ngày 19 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm huyết học truyền máu khu vực Huế duyên hải miền Trung tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2014. Với tinh thần hiến máu cứu người, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, đợt hiến máu tình nguyện lần này, huyện Quảng Ninh có 60 đơn vị tham gia hiến máu. Tất cả các đơn vị cá nhân tham gia đều thể hiện tinh thần tự nguyện cao, nhiều cá nhân đã có hơn 10 lần tự nguyện hiến máu để cứu người. Sau khi làm các trải nghiệm lâm sàng như cân nặng, đo huyết áp, phân loại nhóm máu, các y bác sĩ, nhân viên Trung tâm huyết học truyền máu khu vực Huế, duyên hải miền Trung tiến hành lấy máu với kết quả thu được là 223 đơn vị máu. Đây là những giọt máu hồng mà các tầng lớp nhân dân huyện Quảng Ninh tự nguyện hiến với tinh thần nhân văn, tình cộng đồng cao cả, góp phần cứu sống những người bệnh trong cơn hiểm nghèo. Như vậy, cùng với kết quả hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2014, huyện Quảng Ninh đã hiến 536 đơn vị máu, vượt kế hoạch tỉnh giao 136 đơn vị máu. Với tinh thần xung kích tình nguyện, tuổi trẻ thị xã Ba Đồn chung sức xây dựng nông thôn mới. Hôm nay ngày 20 tháng 9, hơn 500 đoàn viên thanh niên thị xã đã ra quân làm vệ sinh môi trường tại xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn. Xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn là xã điểm của tỉnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích cuối tháng 9 năm 2014. Tại đây, các đoàn viên thanh niên tham gia phát quang bụi rậm, thu dọn rác thải, khơi thông cống rãnh, tại trục đường chính và các đường thôn xóm với chiều dài hơn 3 km. Đồng thời tích cực tuyên truyền người dân ý thức bảo vệ môi trường. Gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp xin cảnh báo. Để làm lễ dỗ đầu, việc đón khách viếng mộ đại tướng tạm dừng trong buổi sáng ngày 21 tháng 9 năm 2014. Từ 12 giờ cùng ngày, việc đón khách viếng sẽ tiếp tục thực hiện bình thường. Thay mặt gia đình Võ Điển Biên, chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Xử lý nhiều trường hợp vi phạm câu móc tiền trái phép. Chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng có phóng sự giữ gìn và bảo vệ tài nguyên rừng tại xã Trường Xuân. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua công ty điện lực Quảng Bình phối hợp với điện lực Bố Trạch và các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và xử lý các trường hợp câu móc điện trái phép trên địa bàn huyện Bố Trạch. Đây là hiện trường của một vụ câu móc trực tiếp lên lưới điện trên tại xã Cần Nẫm, huyện Bố Trạch, vừa được công ty điện lực Quảng Bình phối hợp với điện lực huyện Bố Trạch và các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý. Đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp vi phạm về việc câu móc điện trái phép trên địa bàn huyện Bố Trạch. Hành vi này được thực hiện một cách rất tinh vi với những thủ đoạn chính như lựa chọn thời điểm trời chập tối để câu móc nhằm qua mặt cả lực lượng chức năng, câu móc trực tiếp lên lưới điện để sử dụng điện không qua công tơ và ngụy trang vào những cây cao, phá niêm chi, phá câu ạp công tơ điện, thay đổi sơ đồ đầu dây làm công tơ không hoạt động hoặc hoạt động sai để làm lời cho người sử dụng điện. Trong năm 2013, công ty điện lực Quảng Bình đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 150 vụ vi phạm sử dụng điện. Tuy nhiên, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2014, con số vi phạm điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã lên đến trên 270 vụ, tăng gần gấp đôi so với năm 2013 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thực trạng này là rất đáng lo ngại. Bởi vậy, nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, có thể gây thất thoát lớn cho ngành điện và nguy cơ xảy ra tai nạn về điện là rất lớn. Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2014 được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 9. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã và đang thực hiện phun thuốc tiêu độc khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Để triển khai thẳng vệ sinh tiêu độc khử trùng, Chi cục Thú y tỉnh đã phân bổ 33.000 lít hóa chất Bencoxit và Hanodin cùng với các vật tư thiết bị cần thiết để cung ứng cho các địa phương thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng. Theo đó, tỉnh đến ngày 20 tháng 9, các địa phương đã phun được gần 6.000 lít hóa chất tại các khu vực chăn nuôi, các điểm diệt mổ gia súc gia cầm, đường làng ngõ xóm. Tuy nhiên hiện nay, số lượng hóa chất đã được phun vẫn đạt thấp so với kế hoạch. Cụ thể, một số địa phương là huyện Quảng Trạch phun được 360 lít, huyện Minh Hóa 112 lít, huyện Quảng Ninh 500 lít, thị xã Ba Đồn 380 lít. Để thực hiện thẳng vệ sinh tiêu độc khử trùng có hiệu quả, cả địa phương cần tích cực kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng đúng yêu cầu, quy trình kỹ thuật và đạt kế hoạch đã đề ra. Tỉnh Quảng Bình có 107 thôn bản thuộc 17 xã miền núi vùng cao của các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Thực hiện quyết định số 134 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, các địa phương trong tỉnh đã tích cực thực hiện giao đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân tộc thiểu số. Công tác giao đất giao rừng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất trong những năm qua đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Bình quan tâm giải quyết. Đến nay, đã có hơn 4.230 hộ được giao đất lâm nghiệp với diện tích gần 16.000 ha. Trong đó đã giao hơn 4.420 ha đất có rừng tự nhiên cho cộng đồng quản lý và giao hơn 3.250 ha rừng cho 573 hộ khoanh nuôi bảo vệ. Như vậy, đã cơ bản giải quyết được tình trạng thiếu đất sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với mục tiêu không để người dân thiếu đất sản xuất, Ủy ban nhân dân các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy đã chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát, xác định đủ đối tượng thiếu đất sản xuất, thực sự có nhu cầu và có khả năng đầu tư sản xuất để giao đất cho dân. Đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc là vấn đề lớn, thực hiện lâu dài. Vì vậy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở, phải tăng cường công tác quản lý. Các tổ chức hội, đoàn thể cần có biện pháp giúp đỡ người dân sử dụng có hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao tỷ trọng chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, chính quyền xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch đã khuyến khích người dân chủ trọng chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa. Đến nay, tổng đàn gia súc toàn xã Quảng Xuân có trên 4.000 con, trong đó đàn trâu, bò gần 900 con, đàn lợn 3.500 con, đàn gia cầm trên 30.000 con, tăng 3,4% so với năm 2013. Nhiều hộ nông dân mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi kết hợp. Tận dụng các diện tích mặt nước ao hồ rộng lớn, bà con nông dân xã Quảng Xuân đã đầu tư phát triển đàn gia cầm, chủ trọng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng vật nuôi. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Bình, chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella miễn phí cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi sẽ được tổ chức đồng loạt tại các điểm tiêm chủng ở trạm y tế xã và các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Theo kế hoạch, chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella miễn phí cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi ở Quảng Bình sẽ được thực hiện từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 3 năm 2015 với sự tài trợ của Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng, được chia làm 3 đợt. Đợt 1 dành cho đối tượng trẻ từ 1 đến 5 tuổi, đợt 2 thực hiện ở trẻ từ 6 đến 10 tuổi và đợt 3 dành cho trẻ từ 11 đến 14 tuổi. Chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella sẽ được tổ chức tiêm ở 652 điểm, trong đó trạm y tế xã, phường, thị trấn 159 điểm, 449 điểm tiêm lưu động ở các thôn, bản, nhà trường, 44 điểm ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella sẽ góp phần làm giảm 95% tỷ lệ mắc bệnh sởi rubella và hội chứng rubella bẩm sinh trong cộng đồng. Cùng với các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh, đã hơn một tháng nay, tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Quảng Ninh đã bước vào năm học mới 2014-2015. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay của nhà trường là thiếu phòng nội trú cho học sinh. Năm học 2014-2015, trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Quảng Ninh đón gần 140 học sinh theo học từ lớp 6 đến lớp 9. Các em ở đây chủ yếu đến từ hai xã miền núi là Trường Sơn và Trường Xuân của huyện Quảng Ninh. Để khuyến khích tạo điều kiện cho các em theo học, chính quyền địa phương huyện Quảng Ninh đã có chính sách hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho học sinh. Hàng năm, tỷ lệ học sinh ở các địa phương theo học tại trường phổ thông dân tộc nội trú ngày càng được nâng lên. Trong khi đó, khu nhà nội trú của nhà trường chỉ mới đáp ứng được 1/3 nhu cầu của học sinh. Hiện nay, nhà trường mới chỉ có 10 phòng nội trú, nên bình quân mỗi phòng phải bố trí từ 13 đến 15 em. Trước sự thiếu thốn về phòng nội trú cho học sinh, nhà trường buộc phải tận dụng tối đa diện tích để kê thêm giường. Để nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng cho học sinh dân tộc nội trú, nhà trường đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện đầu tư xây dựng khu nhà nội trú cho học sinh,
góp phần để địa phương hoàn thành mục tiêu nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc trên địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đang diễn ra tình trạng xuống cấp thiếu phong học, đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của thầy và trò nơi đây. Năm học 2014-2015, toàn huyện Tuyên Hóa có 70 trường học với hơn 16.000 học sinh và gần 680 lớp ở các cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Hiện Tuyên Hóa có trên 660 phòng học, trong đó phòng học kiên cố chiếm hơn 65%, số còn lại là phòng học bán kiên cố và phòng học tạm. Do nhu cầu đến lớp của trẻ mầm non tăng cao nên số phòng học trên địa bàn huyện Tuyên Hóa chưa đáp ứng đủ. Nhiều trường học phải bố trí học sinh học tại các trường học tạm hoặc mượn nhà văn hóa thôn. Cùng với đó, hệ thống các phòng học thực hành, thư viện, trang thiết bị dạy học, nhà vệ sinh ở cấp tiểu học và trung học cơ sở vẫn còn thiếu, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy học của giáo viên và học sinh. Thưa quý vị và các bạn, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh là một xã miền núi, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, với sự nỗ lực cố gắng của Tổng đội Thanh niên Xung phong xây dựng kinh tế Quảng Bình trong việc nhân rộng quy mô, phát triển mô hình làng thanh niên lập nghiệp Trường Xuân, nên ngoài việc phát triển kinh tế, làng thanh niên lập nghiệp cũng đã làm tổ công tác bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên rừng. Trong chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự giữ gìn và bảo vệ tài nguyên rừng tại xã Trường Xuân. Đầu năm 2013, chị Nguyễn Thị Tuyên được Tổng đội Thanh niên Xung phong xây dựng kinh tế tỉnh Quảng Bình bàn giao 2 hectare đất rừng để làm kinh tế tại làng thanh niên lập nghiệp Trường Xuân, huyện Quảng Ninh. Với 2 hectare đất rừng này, gia đình chị đã trồng trên 1.000 cây cao su. Sau gần 2 năm chăm sóc, đến nay cây cao su của gia đình chị Tuyên đã phát triển tốt, hứa hẹn cho hiệu quả kinh tế cao. Ban đầu lên thì gia đình chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, cho nên được sự giúp đỡ của Tổng đội Thanh niên Xung phong và chúng tôi đã chăn nuôi và trồng trọt lấy ngắn nuôi dài. Nhưng mà chúng tôi với gia đình chúng tôi lên đây chủ chốt là cây cao su. Mong muốn của chúng tôi cũng giống như tất cả mọi hộ dân lên đây là mong sao cho cây cao su nó phát triển, không bị sâu bệnh. Làng thanh niên lập nghiệp Trường Xuân, huyện Quảng Ninh hiện có trên 60 hộ với trên 200 nhân khẩu, thuộc sự quản lý của Tổng đội Thanh niên Xung phong xây dựng kinh tế, đơn vị trực thuộc tỉnh đoàn Quảng Bình. Theo quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, làng thanh niên lập nghiệp Trường Xuân sẽ tiếp nhận trên 1.300 hectare đất lâm nghiệp. Số đất này được Ban quản lý rừng phòng hộ Long Đài bóc tách bàn giao lại cho làng. Trong đó có gần 700 hectare rừng phòng hộ, 250 hectare đất ở và phát triển kinh tế lâm nghiệp. Hiện nay, làng thanh niên lập nghiệp Trường Xuân bước đầu đã ổn định về số đất ở và có quy hoạch cụ thể về đất trồng cao su. Việc quản lý và bảo vệ sổ rừng phòng hộ trên địa bàn luôn được Tổng đội Thanh niên Xung phong xây dựng kinh tế Quảng Bình làm tốt với những biện pháp cụ thể, như thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát đối với sổ rừng phòng hộ mà Tổng đội quản lý, phối hợp chặt chẽ với trạm kiểm lâm Long Đài thuộc hạt kiểm lâm huyện Quảng Ninh để cùng tham gia làm tổ công tác bảo vệ rừng để ngăn chặn các đối tượng đi vào rừng để là có những hành vi xâm hại đến rừng. Nếu có những trường hợp phát sinh xảy ra hay là chúng tôi phát hiện được thì cùng thông báo với Ban quản lý rừng phòng hộ Long Đài với các trạm kiểm lâm Long Đài để cùng nhau phối hợp lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm. Xã Trường Xuân hiện có trên 9.500 hecta diện tích rừng phòng hộ thuộc sự quản lý trực tiếp của Ban quản lý rừng phòng hộ Long Đài, xã Trường Xuân và làng thanh niên lập nghiệp. Nếu như thời gian trước đây, việc quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ tại địa bàn xã Trường Xuân nói chung và cụ thể là số rừng phòng hộ trên địa bàn của làng thanh niên lập nghiệp Trường Xuân nói riêng gặp nhiều khó khăn vì cách xa trung tâm, thì nay công tác này đã trở nên dễ dàng hơn với sự có mặt của mô hình làng thanh niên lập nghiệp Trường Xuân, mà cụ thể là sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng đội Thanh niên Xung phong xây dựng kinh tế với hạt kiểm lâm huyện Quảng Ninh trong việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đối với những vụ vi phạm về khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn. Chúng tôi đã là tăng cường lên đó là một cái chốt gồm 5 chiến sĩ kiểm lâm cùng với là chính quyền địa phương, rồi là Ban quản lý rừng phòng hộ Long Đài, Đông Nguyên Long Đài cùng với là Tổng đội Thanh niên Xung phong
ngày đêm tuần tra kiểm soát trong cái khu vực rừng mà tổng đội quản lý, thì là cũng đã phát hiện xử lý rất là nhiều vụ vi phạm, xử lý nghiêm, mang tính chất răn đe cũng như là giáo dục. Thì qua cái quá trình hoạt động thì cái hiệu quả đưa lại từ cái phát triển kinh tế, nhưng mà đi kèm theo đó là quản lý bảo rừng, phát triển rừng của cái lực lượng tổng đội thanh niên phong mà làng thanh niên Trường Xuân đưa lại có hiệu quả rất tốt. Với sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa hạt kiểm lâm huyện Quảng Ninh và tổng đội thanh niên xung phong xây dựng kinh tế Quảng Bình, tin tưởng rằng việc quản lý bảo vệ nguồn tài nguyên rừng trên địa bàn xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh sẽ có những bước chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới. Trong phần cuối của chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn điều 6 và điều 7 của chương 2 về quy định trách nhiệm phối hợp của các ngành trong công tác bảo vệ rừng. Điều 6, trách nhiệm của Chi cục Kiểm lâm. 1. Chi cục Kiểm lâm là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ rừng và đảm bảo chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu trưởng Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. 2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị Công an, Quân sự, Biên phòng trên địa bàn tham mưu Ủy ban nhân dân cung cấp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ rừng theo quyết định số 07/2012/QĐ-TTC ngày 8 tháng 2 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, huy động các lực lượng liên ngành phối hợp tham gia chữa cháy rừng, kiểm tra truy quét lâm tặc, tuần tra kiểm soát lâm sản, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, các hành vi chống người thi hành công vụ. Điều 7, trách nhiệm của Công an tỉnh. 1. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc quyền phối hợp với cơ quan kiểm lâm cung cấp xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện, phối hợp tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 2. Thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy rừng và các nhiệm vụ có liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật, phối hợp chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tham gia chữa cháy rừng và chỉ huy chữa cháy rừng. 3. Bố trí lực lượng tham gia đoàn liên ngành truy quét lâm tặc, phối hợp kiểm tra, ngăn chặn, xác minh, điều tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, các hành vi chống người thi hành công vụ. Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão Phượng Hoàng. Hồi 13 giờ ngày 20 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ vĩ bắc, 120 độ kinh đông, cách đảo Đài Loan khoảng 260 km về phía nam tây nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 11, cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc, sau đó lại dần về bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 21 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,4 độ vĩ bắc, 121 độ kinh đông, trên vùng bờ biển phía đông bắc đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 11, cấp 12. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc, hướng ra phía ngoài biển Đông, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 21 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,4 độ vĩ bắc, 121 độ kinh đông, trên vùng bờ biển phía đông bắc đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 11, cấp 12. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc, hướng ra phía ngoài biển Đông, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 22 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 28,4 độ vĩ bắc, 122,2 độ kinh đông, trên vùng biển tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 10, cấp 11. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc biển Đông trong đêm nay còn có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12, biển động rất mạnh. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 20 ngày 21 tháng 9, khu vực miền núi mới thay đổi. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 27 đến 34 độ.
khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 35 độ. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 9 mới thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 25 đến 34 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngay sau đây là những thông tin về thể thao.